Sông Mekong là một trong những con sông hùng vĩ nhất thế giới. Nó chạy qua 6 quốc gia ở Đông Nam Á: Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Sông Mekong là ngôi nhà của một hệ sinh thái vô cùng đa dạng. Nó hỗ trợ sinh kế cho hàng triệu người. Những người này dựa vào dòng sông để lấy thức ăn, nước uống và giao thông. Sông Mekong cũng là nơi sinh sống của một số loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới. Những loài cá này là một phần quan trọng của hệ sinh thái sông Mekong. Chúng cũng là nguồn cảm hứng cho mọi người trên khắp thế giới. Sông Mekong là một nguồn tài nguyên quan trọng đối với Đông Nam Á. Nguồn nước và bờ sông màu mỡ của nó đã hỗ trợ các khu định cư của con người trong nhiều thiên niên kỷ. Sông Mekong là mạch sống của khu vực, cung cấp thực phẩm, nước uống và giao thông cho hàng triệu người. Dòng sông là nguồn thu nhập và sinh kế cho nhiều cộng đồng. Họ phụ thuộc vào nó để đánh bắt cá, nông nghiệp và thương mại. Lũ lụt hàng năm của sông Mekong bới đắp lớp phù sa giàu dinh dưỡng dọc theo bờ. Điều này làm cho vùng đất xung quanh trở nên màu mỡ đáng kinh ngạc. Lưu vực sông Mekong là vùng sản xuất lúa gạo chính. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực cho khu vực. Sông Mekong không chỉ quan trọng đối với con người, nó cũng là một điểm nóng về đa dạng sinh học. Dòng sông là nơi sinh sống của rất nhiều loài động thực vật, một số loài không được tìm thấy ở nơi nào khác trên trái đất. Sông Mekong hỗ trợ khoảng 20.000 loài thực vật, 430 loài động vật có vú, 1.200 loài chim, 850 loài bò sát và lượng cư và 1.300 loài cá đáng kinh ngạc. Sự đa dạng đáng kinh ngạc của sự sống này, một phần là do địa lý và khí hậu độc đáo của dòng sông. Sông Mekong chạy qua nhiều môi trường sống khác nhau. Chúng bao gồm các sông băng trên cao, rừng rậm và vùng đồng bằng màu mỡ. Dòng chảy của sông thay đổi rất nhiều trong năm. Điều này là do mùa gió mùa và băng tuyết tận từ các đỉnh núi Himalaya. Những biến đổi về dòng chảy này tạo ra một môi trường năng động hỗ trợ nhiều loài. Sông Mekong là nơi sinh sống của một số loài động vật mang tính biểu tượng và có nguy cơ tuyệt chủng nhất thế giới. Chúng bao gồm cá heo Irrawaddy, cá tra dầu Mekong và cá đuôi nước ngọt khổng lồ. Sông Mekong phải đối mặt với rất nhiều thách thức, bao gồm đánh bắt quá mức, ô nhiễm và biến đổi khí hậu. Những mối đe dọa này đang gây áp lực lên hệ sinh thái của dòng sông và những người phụ thuộc vào nó. Tuy nhiên, cũng có nhiều người và tổ chức đang nỗ lực để bảo vệ sông Mekong và đa dạng sinh học của nó. Họ đang thực hiện các phương thức đánh bắt cá bền vững, giảm thiểu ô nhiễm và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo tồn. Tương lai của sông Mekong và đa dạng sinh học đáng kinh ngạc của nó phụ thuộc vào nỗ lực chung của các chính phủ, cộng đồng và cá nhân để bảo vệ nguồn tài nguyên quan trọng này cho các thế hệ mai sau. Cá tra dầu Mekong, Pangasianodon gigas, là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới. Nó là một loài mang tính biểu tượng của sông Mekong. Cá tra dầu Mekong được biết đến với kích thước khổng lồ và bản tính hiền lành. Loài cá này có thể dài tới 3 mét và nặng tới 300 kg. Kích thước đó tương đương với một con gấu xám. Chúng có thân màu xám bạc, miệng rộng và mắt nhỏ. Cá tra dầu Mekong là loài ăn lọc. Nó sử dụng cái miệng lớn của mình để lọc sinh vật phù du và các sinh vật nhỏ khác từ nước. Cá tra dầu Mekong là loài đặc hữu của lưu vực sông Mekong. Điều này có nghĩa là nó không được tìm thấy ở nơi nào khác trên thế giới. Nó thích những vùng nước sâu trong sông. Những vùng nước này cung cấp nơi trú ẩn trong mùa khô. Cá tra dầu Mekong là loài di cư. Nó thực hiện những chuyến hành trình dài ngược dòng và xuôi dòng sông để đẻ trùng. Cá thường đẻ trùng vào mùa mưa. Khi nước sông dâng cao, cá di cư ngược dòng đến các bãi đẻ ở thượng nguồn sông Mekong ở Campuchia và Lào. Cá tra dầu Mekong đang bị đe dọa nghiêm trọng. Quần thể của nó đã suy giảm nghiêm trọng trong những thập kỷ gần đây. Điều này là do một số yếu tố. Đánh bắt quá mức là mối đe dọa chính. Loài cá này được đánh giá cao về chất lượng thịt, nó thường là mục tiêu của ngư dân. Mặt và suy thoái môi trường sống cũng là những mối đe dọa chính. Việc xây dựng các con đập và các dự án cơ sở hạ tầng khác đã làm thay đổi dòng chảy của sông. Điều này đã chia cắt môi trường sống của cá trả và phá vỡ các mô hình di cư của nó. Ô nhiễm từ nước thải công nghiệp và nông nghiệp là một mối đe dọa đáng kể khác đối với cá trả dấu Mekong. Những chất ô nhiễm này có thể tích tụ trong cơ thể cá. Điều này có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và khả năng sinh sản của chúng. Biến đổi khí hậu cũng đang đặt ra những thách thức đối với loài này. Nhiệt độ nước tăng cao và lượng mưa thay đổi có khả năng ảnh hưởng đến môi trường sống và nguồn thức ăn của cá. Cá trả dấu Mekong là loài đang bị đe dọa nghiêm trọng. Nó phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn. Tuy nhiên, vẫn có hy vọng cho sự sống còn của nó. Các nỗ lực bảo tồn đang được tiến hành để bảo vệ loài và môi trường sống của nó. Những nỗ lực này bao gồm thiết lập các quy định đánh bắt cá, bảo vệ bãi đẻ và giảm thiểu ô nhiễm. Các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng cũng đang được thực hiện để giáo dục mọi người về hoàn cảnh của cá tra dấu Mekong và tầm quan trọng của việc bảo tồn nó.